Hello, xin chào các bạn. Những cây mini mình tạo tác cây này là nó sẽ có trái nha các bạn. Đây, cây này là cái cây nó sẽ có trái. Đó, cây mini nè. Thấy cây mini không? Đó, cây này mình đã giao lưu rồi nha các bạn. Đã giao lưu rồi. Giao lưu cho anh bạn ở Đồng Nai á. 500 ngàn các bạn. Bao ship. Đó, cho anh cây. Ở đây mình hồi sáng cái tác phẩm này mình hồi sáng mình là cây con. Cây con mà lúc trước đây mình giao lưu cho các bạn đợt đầu các bạn. Đợt đầu mà cái đợt mà đầu tiên mình giao lưu mà cái cây con của cái cây trái dài có trái cây bãi bay của mình các bạn. Cây dáng quyền á, cây to mà trái rất là nhiều á. Đó. Này mình có thực hiện là mình chỉ các bạn là vô cái vỏ dừa rồi trải bộ đế nó lên. Cây này giờ hiện nay bộ đế đặt cứng đặt ở trong vỏ dừa các bạn. Mình dỡ ra hồi sáng mình có làm cái clip á. Hôm nay mình quay lại cái đó. Rồi đây hai cây này mình thấy gỡ ra hơi cực quá các bạn. Mình để lát mình lắp lục bình lên cho nó ấy luôn. Đây cây nữa nè. Cây con này nha các bạn, cây con nha, thấy không, cây con nè, đó cây con nha, cây con là cái hạt có cây này nè các bạn, đây, hạt có cây này đây, hạt có cây này, đây, hạt cây này đây, đó, nó nè, hạt cây này nè, cây này bằng đầu đũa cầm nha các bạn, đó, hạt có cây này trái rất là nhiều, các bạn lên clip mình nó vô cây này trái là nhất vườn luôn các bạn. Cái lá nó bầu thôi cũng có trái tim nè, đó bầu thôi cũng ít trái tim lắm bạn nè, lá nó nè, đó cây nè, bạn thấy không, cây rất là to, cây trái rất là nhiều. Đây cây con của nó đây, đó mình làm được rồi, mình ương cái đợt hai là mình mới vừa bán các bạn, cái đợt hai là mình mới vừa giao lưu, nay còn có mấy chục cây nữa là hết cây con rồi. Đó anh em ngoài Hà Nội cũng có mới gửi cho mình những cây con. Đó đây cây con của nó, hồi đó mình làm có clip để mình chỉ các bạn làm cây con các bạn. Không. Mình chỉ cái clip có cái clip các bạn. Clip mình làm cho các bạn làm cây con. Đó, thấy không? Đây nè. Cây con thì cũng có cây đẹp, cây xấu rồi cây đủ tàn. Đó, mình làm thì giờ nó còn bữa mình làm 3 cây, 4 cây. Mình làm 4 cây các bạn. 4 cây thì giờ là còn 3 cây. Đây con này nữa. Đây con mấy con mình nuôi mình chưa giao lưu các bạn nè. Mới vô chậu này kia nọ đâu có gì đâu mình giao lưu. Nè xíu. Đó. Đây cây con nữa các bạn. Cây con này mình làm 4 cây được rồi, mình thực ra mình làm trên clip các bạn. Quay cho các bạn xem nó 4 cây. Nhưng mà nó chết hết cây đây các bạn. Nè. Nó chết hết cây, không làm gì cũng phải có chết các bạn. Đó, nó chết hết cây to à. Rồi nó chết hết cây. Bữa nay mình có lên cái clip mà mình ngày mai mình mới lên đây các bạn. Đó. Ngày mai mình mới quay lên, còn clip này mình quay lên thực tế cho các bạn xem. Cây này cây rất là đẹp các bạn. Mini rất là đẹp. Cây này giao lưu rồi nha các bạn. Rồi, này. Những cây mini con. Tại vì mình bán cây con cho các bạn á, là mình phải chỉ các bạn làm cây con như thế nào. Thấy không? Nè. Trong vòng mấy tháng trời mình làm nè, cây con đợt đầu clip đầu tiên của mình nay là 3 tháng, 4 tháng, 4 tháng các bạn, clip đầu tiên của mình nó là 4 tháng các bạn. 4 tháng mà clip cách mình làm nay cách 4 tháng nè các bạn. Đó, 4 tháng nè. 4 tháng. Mình từ cây con nha, rồi cây con ươm lên cũng nói chung cây này nếu mà tạo lên cây này cũng có năm các bạn, không phải ít đâu. Tại vì cái cây con mà mình làm cây này rồi, cây này đến nay 4 tháng thì các bạn cứ nghĩ đi, thì mình tính cái thời gian ươm hộp đến ấy cũng phải cả năm đúng không nè. Đó. Cây này là cây hạt lên nha các bạn. Đây cây hạt nó mình trồng mình không có ép đó các bạn. Thì giờ cây này nè cây hạt của nó một lượt nè, mình trồng trong cục đá nè các bạn. Trời ơi nay nó tốt nè, ở trong cục đá nè.
đó, bằng bằng ngón út mình rồi đó. Cây này mình chưa sửa tại mình thả rừng luôn, còn cây mình không có đài, còn mấy cây kia mình đài lại nha các bạn. Đó, nó lên tá lạ luôn nè, đó gầy không, nó lên nó rút hình lại nó sẽ tròn lá nha các bạn nè. Đó, đây cây mini nè các bạn. Cây mini này cũng đẹp, mình chơi là khoái chơi vậy nè. Đó, mini mình trái hàng hà bông nè, ai cho bông nè. Đó, bông nè. Đó, thấy không, bữa nay là ngày 16 15 gì tháng 11 á, ra bông nè. Được rồi, cây này nó bị bông, nó bị rụng hết rồi, dập vùi ra nữa, tức ra nữa ra hoài, dập cái nữa ra nữa nè. Rồi kết thúc clip nha các bạn. Đó, những cây này mình giao lưu nha các bạn, những cây này giao lưu. Cây này, cây này thì nó to thì nó hơn giá cao một chút, cây này nó chuẩn bị cũng có trái nè các bạn. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn.